Thưa quý vị, nhắc đến thuốc lá, hầu hết mọi người sẽ nghĩ đến các bệnh về phổi, hô hấp, nhất là ung thư. Và thật sự, nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và đột quỵ từ thuốc lá cũng nghiêm trọng không kém. Một vấn đề đáng lo ngại hơn, nếu như thuốc lá gây ra các bệnh phổi chủ yếu cho người cao tuổi, thì lại dễ gây ra bệnh tim mạch cho người hút từ khi còn trẻ. Nếu không bỏ thuốc, bệnh sẽ tái phát thường xuyên hơn và mức độ ngày càng nặng hơn. Cuối tháng 11, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng cấp cứu một thanh niên 17 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp. Đây là trường hợp khá hy hữu bởi nhồi máu cơ tim cấp rất hiếm gặp ở độ tuổi này. Vài ngày sau, Bệnh viện Hữu nghị Phú Thọ tiếp nhận một bệnh nhân nam 31 tuổi cũng bị nhồi máu cơ tim cấp. Cả hai bệnh nhân đều không có bệnh lý nền, sức khỏe ổn định, song đều hút thuốc lá từ sớm và hút rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp. Chất ni tơ trong nicotine và trong thành phần thuốc lá thì nó chủ yếu là gây ra cái tình trạng là tăng đông, gây ra tắc mạch não cũng như là tăng sự hưng phấn, vì quá trình nó kích thích lên não nó gây ra tăng tiết cái dopamine thì nó sẽ gây ra những cái bệnh lý nghiêm trọng về tim mạch, bệnh lý về huyết áp, bệnh lý về hô hấp và bệnh lý về xơ vữa mạch. Theo nghiên cứu của Hội Tim Mạch Học Việt Nam, những người hút thuốc tăng nguy cơ bị nhồi máu cơ tim từ 2 đến 6 lần. Nếu không bỏ thuốc, bệnh sẽ tái phát thường xuyên hơn, mức độ ngày càng nặng hơn. Sức khỏe tim mạch suy giảm là một trong những yếu tố có thể gây nên đột quỵ. Nếu như nhồi máu cơ tim là sự xuất hiện cục máu hoặc xơ vữa gây tắc mạch máu nuôi cơ tim, thì đột quỵ là cục máu đông hoặc xơ vữa gây tắc mạch máu não. Song đột quỵ thường để lại di chứng lâu dài hơn như liệt, thậm chí là tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Cái bệnh nhân mà đã có yếu tố nguy cơ đột quỵ rồi, như là có tăng huyết áp, có bệnh lý tim mạch rồi và vẫn tiếp tục hút thuốc lá thì cái nguy cơ đột quỵ nó sẽ là hàng đầu. Và nếu để tránh cái vấn đề đột quỵ thì chúng tôi thường là khuyến khích bệnh nhân là phải bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt. Một điểm chung giữa nhồi máu cơ tim và đột quỵ đó là việc điều trị chỉ mang lại hiệu quả một phần. Quan trọng nhất là quá trình phòng bệnh, loại bỏ các nguy cơ gây bệnh. Có thể kể đến các phương pháp như duy trì lối sống lành mạnh, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao và quan trọng nhất là không hút thuốc lá, không sử dụng các chất kích thích, đồ uống có cồn.